con, hôm nay đi đâu? McDonald's. Vui không mấy bạn? Dạ. Thôi lừa cái bàn nào ngồi bàn ở giữa con. Bàn chính giữa đi cho nó rộng. Bàn giữa thấy không? Bàn số quanh á. Không có sờ tay xuống ghế. Vô nha. Bạn nào ăn cái gì vậy? Đấy. Giống như bông. Giống bông ha. Giống như cây. Má ăn gì vậy? Má ăn gì? Má ăn gì vậy? Tóc tóc miếng trà. Chỉ cần ha. Rồi, con đi đâu nha. Hôm nay mình cho mấy con nhỏ đi ăn một con rồi. Một chiếc xe là tải bao nhiêu đây nhốt cái sâu hết. Tại vì ở đây con nít phải ngồi trên cái ghế. Con trên cái ghế của con nít á. Anh đã đến nha mọi người. Giờ mấy bạn ăn. Mấy bạn ăn được không? Được ha. Bạn, ngon bạn. Chưa ăn biết đâu ngon. Chưa ăn hả? Nãy giờ làm gì? Lấy đồ chắc không nấu, ăn được đâu. Sao đói bụng mà ăn dữ vậy? À, chúng con đói bụng. Trời ơi, ăn lê lịa luôn á. Để có ăn không? Ăn chứ. Bây giờ chưa kịp ăn, ăn hết rồi mà sao còn đâu ăn ta? Ừ, kinh nữa. Nói ngon lắm nha. Gì gì đâu vậy? Chia. Thấy mấy bạn không ta? Thấy. 1, 2, 3. Mời cả nhà uống nước nè. Không có sốt vậy. Còn em quen lấy ra. Chua chua. Chua chua. Chua chua. Đó một là hết, hai thằng đầu bếp nó quên. Ngon không con? Ngon quá hả? Dạ. Ừ. Món gà này được nè. Tí ăn được mấy miếng rồi? Ăn được mấy miếng rồi? How many pieces do you eat? Này cũng thịt gà nè tí. Một bít chế ra nè. Hôm nay cả nhà mình là 6 thành viên luôn mọi người. Có thêm 2 thành viên nữa. Đông vui ha. Hôm nay cô Bích cho lên Facebook hết. À, YouTube hết. Nói hôm nay cho lên YouTube hết. Chịu không? Chịu ha. Yep. 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 Ha. Lên YouTube nha. Bớt tại sao chúng bỏ cái đi lên YouTube luôn là được xem subscribe cô chúng xem mà các bạn giỏi nha, nói tiếng Việt nữa mới giỏi nha, không tiếng Anh không có giỏi, người Việt mà không biết nói tiếng Việt là không được đâu, mất gốc hết. Đâu có nói luôn, mấy nay ăn ở nhà nhiều nha bà con, hôm nay đi ra ăn ở ngoài ăn nhanh nha, mình ăn này nhanh tiện lợi mà rẻ nữa. 4 cộng 26 sen. Oh my god. Mà con có ít, hai không Tom? À, dạ. Còn ba với hai. Dạ, không có bốn. Con có, nhưng mà con có một bốn và nhiều three đó. No, ông Quân có four. Thì có thành có bốn nhiều mà. Dạ, Quân có four. I got one and two. Quân có bốn. The other time I got two. You got a lot of twos and threes and there are four. Oh, remember the other report card? That report card was on the test that we took. Remember the test on the computer? I meant enemy. Oh. Not the EL test. Not the EL one. Oh, yeah. The test and then, yeah, the test and that. And that test... Oh, my God. Tí. Bạn Tí có đi học lớp cà lam không? Dạ, không có biết. Không biết hả? Dạ, học EL thôi hả? Học EL chứ có học lớp biết không? Không ha. Ở trong EL đó hả? No, khác. Khác nữa. Không. Không. Tại vì bạn nào mà cà lâm thì có học cái lớp speak ở nhà. Bạn nào cà lâm? Yeah, cà lâm rồi vậy. Nó lắp á. Always like, I, and then you would say it.
you stay right away, but he like I huh? I was trying to buy cà lăm á. No. Tí vẫn còn nói tốt. Good, good đúng không? Yeah, once I go to Justin's house, he was good. Like bạn nào cũng biết hết. Anh Bull là có được 4 số 4 hả? Yeah. Biết không? Biết nói 4 số 4 là gì không? 4 tiếng Việt nói sao? 4 4 4 giỏi dữ. Chị Tu 4 tiếng Việt nói sao? 4 Anh Tí 4 tiếng Việt nói sao? 4 giỏi dữ. Đi dễ chuẩn hơn rồi. 4 tiếng Việt nói sao? 4 giỏi dữ. Thành nó là 4 đúng không? 4 đó đúng rồi. 4 nó gần giống mà 4 á. À đúng rồi, chính xác. Mấy bạn xong chưa? What? Nè xong chưa, chuẩn bị đi về. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye bye. Bye. Bỏ vô thùng rác đó. Rồi đi ra. Mẹ đứng ở chờ. Bye everybody. Chính xác, bye chưa? Bye everybody. Bye. Bye.